Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay thì Vinh sẽ tiếp tục gửi đến cho mọi người một cái tác phẩm, một trích đoạn nữa, hát cùng với Thái Vinh nha. Một trích đoạn karaoke. Trích đoạn được mang tên là Tấm Cám, một sáng tác của soạn giả Huy Tường và mẹ Bạch Mai nữa. Một trích đoạn rất là hay. Mọi người cùng hát với Thái Vinh nha. Xin mời. Lê Thị Tấm. Mình đang mơ, nàng ơi chốn đây là đâu? Người ta yêu
dòng trái ngang, năm tháng thân nguy nàng, nhờ trời thương người yêu thân, cho quá thân tồn sanh dương trần. Cảm ơn cả nhà đã vào xem và hát cùng với Thái Vinh nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt.